Bánh mì phải có 3T, nhận 3T AMI miễn phí chỉ có tại Nhiều Phút. Nhớ xem hết clip để nhận 3T AMI cùng mình nha. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh ẩm thực của Nhiều Phút. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái clip nói về các loại 3T. Thì 3T mình muốn giới thiệu với tất cả mọi người hôm nay, cũng như mình giới thiệu chi tiết cách sử dụng này, cách chế biến cũng như 3T này nó được sản xuất như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cái loại 3T cho tất cả mọi người nha. Hiện tại trên tay mình đây đang có một hộp 3T như này. Thì đây là 3T AMI. 3T này là 3T gan heo nha mọi người. Thì 3T này là 3T tuyệt trùng. Thì 3T này được đóng hộp để sản xuất riêng cho Nhật Bản. Thì 3T này là một sản phẩm của công ty Nhật Bản chi nhánh ở Việt Nam mình sản xuất, đó là Nippon Ham Việt Nam. Giờ bây giờ mình sẽ nói qua về 3T tuyệt trùng. Thì 3T tuyệt trùng là nó tuyệt trùng như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ giải thích cho tất cả mọi người biết về quá trình mình xử lý một cái hộp 3T để được đóng hộp như thế này nha. Thì 3T như thế này thì được sản xuất bởi gan heo và nó được đem đi xử lý nhiệt cũng như tiệt trùng vi khuẩn. Thì tiệt trùng là một cái quá trình mà xử lý nhiệt để cho nó ức chế vi khuẩn mà nó không mất đi quá nhiều protein và các khoáng chất có lợi cho cơ thể. Ví dụ như trong một hộp 3T này rất là nhiều vitamin cũng như protein bổ sung calo rất là tốt cho cơ thể. Và cái quá trình mà xử lý nhiệt thì quá trình tiệt trùng đó là nó ở nhiệt độ là, thì cái nhiệt độ mà xử lý nhiệt để tiệt trùng cái hộp 3T như thế này đó là nhiệt độ nó sẽ rơi vào tầm khoảng từ 120 đến 140 độ C. Thì ở nhiệt độ này các vi khuẩn nó không bao giờ mà nó có thể mà sinh sôi nảy nở được. Thì những cái vi khuẩn mà có hại nó sẽ bị chết đi, và những vi khoáng chất tốt cho cơ thể thì nó sẽ vẫn còn giữ nguyên ở trong một hộp 3T như thế này. Thì bây giờ mình sẽ khui một cái thùng 3T AMI cũng như quay cho mọi người chi tiết một cái thùng 3T AMI nó như thế nào và nó được đóng gói cũng như đóng thùng như thế nào và hạn sử dụng và các món ăn về cái hộp 3T này. Bây giờ mình sẽ đi khui cái thùng ở cho mọi người xem nha. Thì mọi người cùng theo dõi hết clip của mình nha. Ok mọi người, thì hiện tại đang có một thùng 3T AMI. Thì đầu tiên mọi người có thể xem qua là cái quy cách đóng thùng. Thì thùng này nó có khối lượng thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 4,95 kg. Thì trong thùng này nó sẽ có 45 hộp và một hộp của nó là sẽ gồm 110g một hộp. Đó là cái khối lượng tịnh nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ khui cái thùng này ra cho mọi người xem là những cái sản phẩm được đóng gói xếp như thế nào. Thì nó được quấn ra cái mọi người và nó có một cái lớp băng keo, nó có nhãn hiệu của Nippon Ham Việt Nam qua hiệu vàng. Cái tem này nó thứ nhất là nó chống là khui tráo hàng cũng như đổi hàng để cho nó giữ được cái chất lượng nguyên thùng như thế này. Thứ nhất là mình biết được cái nguồn gốc xuất xứ này, thứ hai là nó không bị khui thùng trong lúc vận chuyển. Thì một thùng như này nó quá là chạy mọi người, nên là mình phải đổi qua tay phải. Thì mình thuận tay phải mọi người, nên là mình cầm máy quay bằng tay phải thì nó sẽ không có khui ra được, nên là mình đã dùng cái tay phải để mình khui cái thùng này ra. Thì nó hơi khó mọi người, kiểu như là nó quấn ra chặt mà mình một tay cầm máy quay cũng như mình khui thùng này thì rất là khó, nên là mọi người xem clip nó có hơi lung lung một xíu thì mọi người thông cảm với mình nha. Ôi, nó còn kỹ đến mức mà nó phải lót thêm một cái miếng cạc tông để cho nó định hình được cái thùng luôn các mọi người. Bây giờ mình sẽ khui ra cho mọi người xem nha. Thì nó được xếp ngang nắp, rất là ngang nắp mọi người. Thì một lốc của nó thì nó sẽ gồm 3 hộp và nó sẽ có rất là nhiều lốc như thế này. Một hộp 3T AMI. Ở sau thì tem rất là chi tiết cũng như kỹ luôn. Hạn sử dụng của nó sẽ rơi vào tầm bao nhiêu ta? Hạn sử dụng hình như là 1 năm mọi người. Để trong hộp như này, để nhiệt độ phòng thì mình sẽ để được 1 năm. Khi mà chúng ta khui ra thì chúng ta chỉ dùng được trong vòng từ 2 đến 3 ngày và bảo quản bằng ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ là từ 0 đến 3 độ C nha. Thì mọi người nhìn qua là cái thùng 3T AMI này nó được xếp rất là đều như này. Thì một hộp 3T như này với khối lượng 110g thì mình sử dụng được cho các món gì? Thì một hộp 3T như này thì mình có thể là ăn kèm với bánh mì. Thì bánh mì phải có 3T mà mọi người. Đó là một câu nói quen thuộc của người dân Việt Nam chúng ta. Thì bánh mì là phải có 3T. Thì đây, 3T 1 gói 100
10g như thế này. Thì một hộp pate như thế này chúng ta sử dụng được bảo quản được trong vòng 1 năm nha mọi người. Và chúng ta sử dụng được trong vòng từ 2 đến 3 ngày. Khi mà chúng ta khui hộp ra, chúng ta chỉ cần sử dụng xong, chúng ta bỏ vào ngăn mát thôi lạnh và chúng ta sử dụng được từ 2 đến 3 ngày. Thì các món ăn mà thích hợp với cái này thì thứ nhất là ăn với chúng ta có thể ăn bánh mì này, hoặc là ăn kèm với bánh mì sandwich nè, hoặc là chúng ta làm món xương bò hầm. Thì mình đã làm một cái món xương bò hầm với pate này cực kỳ ngon mọi người, và chúng ta có thể dùng trực tiếp ăn những món kèm mọi người, hoặc là chúng ta làm khai vị cũng được. Tại cái pate này nó không có mặn, thứ nhất là nó mùi nó cực kỳ thơm. Nếu mà mọi người đã từng ăn những cái pate mà trong bánh mì thì chúng ta thường là chúng ta không có nghe được cái mùi pate rất là nồng. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng một hộp pate như thế này, chúng ta chỉ cần khui cái này ra và chúng ta nghe cái mùi pate nó cực kỳ thơm và cái màu của nó rất là đẹp. Thì clip mà mình khui thô cái hộp này cũng như mình đã sử dụng cho món xương bò hầm của mình thì mình cũng đã quay cái đoạn mà khui cái hộp này ra rồi. Thì mọi người có thể xem đường link ở trên, mình có gắn ở bên trên hoặc là mình để gắn những phòng của ta nhé. Thì hộp một hộp như thế này thì nó sẽ có giá là tầm khoảng 25.000 một hộp như này. Nhưng mà hiện tại thì nếu mà mọi người xem được clip này, mọi người chỉ cần nhấp vào quan tâm OA của bên mình thì mình sẽ tặng cho tất cả mọi người một hộp như thế này. Khi mọi người order với đơn hàng 500.000, mọi người sẽ được tặng một hộp như thế này để mọi người dùng. Chương trình chỉ áp dụng khi mọi người đã quan tâm OA này, mọi người mua đơn hàng ở bên mình với hỗ trợ đơn hàng là tầm 500.000 thì mọi người sẽ được tặng một hộp như thế này. Nếu mọi thông tin chi tiết cũng như nhận những pate mới thì mọi người có thể nhấp vào đường link bên dưới nha. Thì clip của mình đến đây là hết. Thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những clip sau. Ở clip sau thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người pate gan heo đóng gói 500g, đóng gói 200g và đóng gói 1kg. Hoặc là pate thỏ này, pate vịt này, bên mình nó có rất là nhiều các loại pate khác nhau. Thì ở clip sau mình sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người về các loại pate đó. Thì clip của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn lại mọi người ở những clip sau. Xin chào và hẹn lại mọi người. Nhớ nhận pate miễn phí chỉ có ở tại bên Duyên Hàn Phúc nha. Xin chào và hẹn lại mọi người.